Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 28 đến tuần 31, trang 84 đến trang 86, bài 8 kỳ diệu Maroc sách giáo khoa, trang 107. Bài tập số 1 đánh dấu tích vào ô vuông nêu đúng nghĩa của từ du lịch. Người khách đi từ phương xa đến chơi. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Đi chơi ngắm cảnh vào ngày xuân. Đi chơi khắp đó đây. Như vậy du lịch là chúng ta đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Như vậy các em đánh dấu tích vào ô vuông thứ hai. Hai nhỏ viết 2 đến 3 từ ngữ cho mỗi nhóm sau. A chỉ địa điểm tham quan du lịch, ví dụ như là hang Sơn Đồng. Như vậy các em sẽ viết 2 đến 3 từ ngữ chỉ địa điểm tham quan du lịch, ví dụ như là Vịnh Hạ Long nè. Rồi phố cổ Hội An. Hoặc là đảo Phú Quốc. Rồi tiếp theo B. Từ ngữ chỉ đồ dùng cần có khi đi du lịch, ví dụ như là vali. Ngoài vali thì chúng ta còn có là giấy tờ tùy thân, rồi quần áo, rồi C chỉ phương tiện di chuyển khi đi du lịch, ví dụ như cano. Rồi tiếp theo nữa là ô tô hoặc là máy bay hoặc là tàu hỏa. Rồi tiếp theo, ba nhỏ chọn một từ ngữ phù hợp trong hoặc đơn điền vào chỗ trống. A. Hương Sơn là một danh thắng địa danh địa điểm được nhiều bạn bè quốc tế biết đến. Như vậy các em chọn từ nào trong ba từ danh thắng, địa danh, địa điểm? Như vậy chúng ta chọn từ đó là từ địa danh Hương Sơn là một địa danh được nhiều bạn bè quốc tế biết đến. B. Bài đọc kỳ lạ thế giới thực vật ở Nam Mỹ đã giúp em thám hiểm, khám phá, thăm dò bao điều mới lạ. Như vậy bài học kỳ lạ thế giới thực vật ở Nam Mỹ đã giúp em khám phá bao điều mới lạ. Như vậy chúng ta chọn từ khám phá. Câu C. Cuba là một đất nước có cảnh trí, cảnh sắc, cảnh quan tươi đẹp. Như vậy Cuba là một đất nước có cảnh quan tươi đẹp. Rồi câu D. Mùa xuân hồ Issyk-Kul thu hút rất nhiều du khách, thực khách, hành khách tới thăm. Như vậy câu D chúng ta chọn là du khách. Mùa xuân hồ Issyk-Kul thu hút rất nhiều du khách tới thăm. Câu 4, viết 3 đến 4 câu giới thiệu về một địa điểm du lịch mà em biết. Như vậy chúng ta viết địa điểm du lịch nào thì các em viết khoảng 3 đến 4 câu để mà giới thiệu. Ví dụ như Đồi Cát Quang Phú là một địa điểm du lịch ấn tượng của tỉnh Quảng Bình. Ở đây có các đồi cát nối liền nhau như một sa mạc thu nhỏ. Đến với Đồi Cát Quang Phú, du khách được trải nghiệm các trò chơi như lái ô tô trên đồi cát, được ván trên cát, nhảy dù.
vân vân. Các trò chơi đều đem đến cảm giác thú vị và trải nghiệm mới lạ so với các địa điểm du lịch khác ở nước ta. Tiếp theo, luyện tập, luyện viết, ghi chép những điều quan sát được về một con vật sống trong môi trường tự nhiên mà em thích dựa vào gợi ý sách giáo khoa trang 110. Như vậy, các em sẽ dựa vào gợi ý sách giáo khoa trang 110 để chúng ta ghi chép những cái điều mà các em quan sát được về một con vật sống trong môi trường tự nhiên. Cô ví dụ, em rất thích ngắm những chú voi. Chú voi có thân hình to lớn, chiếc vòi dài, đôi tay to, chiếc ngà lớn nhọn hoắt, bốn chân chú sừng sững như cột đình, cái đuôi vẫy vẫy như chiếc chẵn sợi cùn. Chú bước đi trông thật chắc chắn. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt, vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em một tốt, cô chào tạm biệt các em.